Chú Mi chú Mi con làm gì đây? Con làm gì giữa em với thế? Con nhìn gì đó? Em bò ra. Em bò ra cái cắm lấy cái quạt. Chú Mi à. Charlie. Này nè, Chú Mi được 4 tuổi. 7 tháng rồi. Em đây. Em ra rồi. Kéo chăn ra chơi rồi. Ơi. À, ra đọc sách rồi. Numbers. Rồi, giờ từng trang một đi chứ. Kiều Pha đã giờ đến trang thứ 5 rồi. Five trees. Eight boats. Charlie, open the book. Ngược rồi con ơi. Stop train. Sau vậy là một thời gian tranh với anh cái quả cũng được, cho nên là quay ra chơi đọc sách. Đọc sách rồi. Em lại bỏ ra chỗ anh rồi. Bây giờ không có anh tranh quạt với con. Free to be awesome.
be to be awesome. Be to be awesome. Ngủ đi con. Thôi đi ngủ thôi nha. Ngủ chưa thôi. 12:30 rồi, con ngủ chưa thôi. Be to be awesome.